di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm yên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước cực lạc thanh tịnh tra nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư tịnh không địa điểm Giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia Thời gian ngày 5 tháng 8 năm 2010 Tập 97 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin hãy ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 112 Dòng cuối cùng xin xem từ chỗ đó quang anh biểu quang minh anh phát hữu kinh trung vô lượng quang vô biên quang vô ngại quang đẳng quang trung cực tôn thị quang anh nghĩa trong mười sáu vị tại gia bồ tát quang anh là vị thứ sáu vị bồ tát thứ sáu là quan anh biểu thị quang minh chiếu rực trong kinh này xưng tán a di đà phật là vô lượng quang vô biên quang vô ngại quang cuối cùng nói quan trung cực tôn phật trung chi dương đây là lời chư phật như lai tán thán a di đà phật tán thán đến tột bậc quan cũng tượng trưng cho trí huệ biểu thị tánh đức trong tự tánh của chúng ta vị kế tiếp là bảo tràng Kiến đường dịch ngụy dịch Tác trí tràng Biểu trí huệ thù thắng Do như bảo tràng Quá nữa Đều là tán tháng Trí huệ bát nhã vốn có trong tự tánh mà cũng là tán thán đức năng và tướng hảo tánh đức vô lượng vô biên khi đức phật giới thiệu các tánh đức bèn quy nạp chúng thành ba loại lớn vô lượng đức năng nói chung chẳng ngoài trí huệ và đức tướng trí thượng kiến đường dịch ngụy dịch danh hiệu bồ tát được dịch là huệ thượng biểu thị vô đẳng vô luân tối thượng thắng trí, ai đức quảng đại bất tư nghị trí. Đây là lời tán thán năm thứ trí huệ của vô lượng Thọ Phật trong kinh. Nói tóm lại. Như thị vô thượng diệu trí Siêu xuất nhất thiết Cố danh trí thượng Trong năm thứ trí Trí cuối cùng là oai đức quảng đại bất tư nghị trí Tán tháng đến tột bậc qua những lời tán thán a di đà phật trong kinh chúng ta bèn hiểu những câu tán thán ấy chính là tán thán tánh đức trong tự tánh mỗi chữ mỗi câu trong bộ kinh vô lượng thọ hoặc đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh đều nhằm tán tháng tánh đức chẳng thể nghĩ bàn có thể tán tháng trọn hết hay không Tán tháng chẳng cùng tận đây là lời thật dẫu cho mười phương hết thảy chư phật như lai dùng thời gian vô lượng tiếp cùng nhau tán tháng vẫn chẳng thể nói trọn hết bởi lẽ công đức trong tự tánh thật sự chẳng thể nghĩ bàn. Trong kinh, Đức Phật thường dạy chúng ta, chuyện này chỉ có chứng mới biết. Chúng ta thật sự chứng đắc sẽ hiểu. Chưa chứng đắc. Không có cách nào tưởng tượng, nghĩ chẳng ra, mà cũng chẳng nói được. Nói thật ra người chứng đắc cũng chẳng có cách nào nghĩ bạn giúp đỡ hết thầy chúng sanh là quan pháp lợi sanh để giúp hết thầy chúng sanh thì cũng có thể nói chút phần hy vọng là từ chút phần ấy người đó sẽ tự có thể tu có thể chứng khi chứng đắc sẽ hiểu viên mãn vị tiếp theo là tịch căn sách hồi sớ giải thích tịch diệt cảnh trí chư căn thanh tịnh cố danh tịch căn tịch là nói tới định tự tánh vốn định lục tổ huệ năng đại sư khi kiến tánh đã nói nào ngờ tự tánh vốn chẳng lay động câu này là nói tự tánh vốn định có lay động hay không chẳng có lay động thì chẳng phải là tự tánh một niệm bất giác bèn có vô minh đã bị lay động rồi vì sao có một niệm bất giác một niệm bất giác ấy phát sinh khi nào trong giáo pháp đại thừa câu hỏi này được gọi là căn bản đại vấn Phật告诉我们 đức phật dạy chúng ta chuyện này chẳng có nguyên nhân mà cũng chẳng có thời gian và cũng chẳng có không gian nếu cái gì hỏi khi nào thì có đức phật trả lời bằng cách Dùng một danh từ hết sức xảo diệu Thể hơi đầu một chút bèn là vô minh Đức Phật gọi hiện tượng ấy là vô thị vô minh Hai chữ vô thị hay khéo đến tột bậc khi chúng tôi mới học Phật Ngỡ Đức Phật nói hai chữ ấy Thì đại khái có nghĩa là Thời gian đã quá lâu Chẳng thể nói được Dù chúng ta có nói ngàn dạng năm ức dạng năm, ức triệu dạng năm, nói chung là chẳng thể diễn tả được, nên mới nói là vô thị. Chúng tôi đã hiểu sai ý nghĩa. Vô thị chẳng mang ý nghĩa ấy. Dẫu thời gian dài đến mấy đi nữa, Đức Phật vẫn có thể nói được. Nếu nói không được, làm sao có thể gọi Phật là nhất thiết trí? Vô thị có ý nghĩa rất đơn giản. Không có khởi đầu nên gọi là vô thị Khéo quá, tuyệt quá Cứ sao không có khởi đầu? Rõ ràng là có khởi đầu Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới Lục đạo luân hồi do đâu mà có Chẳng phải là do từ vô thị biến hiện ư Tuy biến hiện vì nó chẳng phải là thật Nên giống như chúng ta nằm mộng Mỗi cá nhân chúng ta đều có kinh nghiệm nằm mộng Trong mộng có vô lượng vô biên cảnh giới Quý vị thường nằm mộng Có hai giấc mộng giống hệt nhau hay không? Không không có chưa từng có hai giấc mộng giống hệt nhau cũng có khi có hai giấc mộng khá giống đó là giấc mộng thuộc loại cảm ứng có thể mộng thấy cùng một chuyện đó là do cảm ứng chứ đối với những giấc mộng thông thường chẳng thể nào có hiện tượng giống nhau vậy thì tôi hỏi quý vị giấc mộng của quý vị Nãy sanh lúc mấy giờ mấy phút Quý vị cũng chẳng nói được Nếu quý vị hỏi Phật Phật dạy đó là nằm mộng vô thị Vì sao? Nó là giả, chẳng thật Nên Đức Phật gọi nó là vô thị, vô minh vì sao có hiện tượng này đã mê hệ giác sẽ chẳng có hiện tượng này khi mê bèn có hiện tượng ý giống như một người làm việc đã lâu rất mệt khi rất mệt mỏi mắt sẽ thấy những thứ chẳng bình thường đó là hoa mắt chẳng phải là quý vị thật sự thấy quý vị ngỡ là thấy nhưng thật ra là do hoa mắt mệt mỏi Bất quá Trong khi có hiện tượng như vậy Phàm nhân rất dễ để cho đồng cốt Thỉnh quỷ thần Dựa vào thân mình Người tinh thần sung mãn Chúng sẽ chẳng dám héo lành. Người đang lúc mệt mỏi tột bật Chúng rất dễ xâm nhập Mượn thân thể quý vị để dựa xác Sẽ xuất hiện những chuyện đó Chúng ta hiểu hai chữ vô thị là không thật Về căn bản chẳng có chuyện này Vì thế Đức Phật thường dùng mộng cảnh để tỷ dụ lục đạo Kim Kim Cang đã nói Hết thảy pháp hữu gì Như mộng huyễn bọt bóng Hình dung các hiện tượng Như sương cũng như chớp Hình dung thời gian tồn tại của những tướng được hiện ý Hết sức ngắn ngủi tạm bợ Ngắn ngủi tạm bờ đến mức nào? Ngắn ngủi tạm bờ đến mức sanh diệt đồng thời. Sách Hoàng Nguyên Quán đã giảng rõ ràng về sự thật của hiện tượng này. Chúng ta nói sanh diệt trong từng sát na, nhưng thời gian một sát na đã là quá dài. Kinh Nhân Dương nói một cái khải ngón tay có 60 sát na. Đó là Đức Phật nói phương tiện. Trong một sát na có 900 lần sanh diệt. Nói sanh diệt trong từng sát na chẳng phải là quá dài ư. Trong một sát na có tới 900 lần sanh diệt. Nếu chúng ta nghĩ tới Cuộc đối thoại giữa Di Lạc Bồ Tát và Đức thế Tương Di Lạc Bồ Tát nói Một cái khải ngón tay mươi hai ức trăm ngàn niệm Bây giờ chúng ta Hiện thời chúng ta dùng dây làm đơn vị thời gian Nói chung trong một giây chúng ta có thể khẩy từ 4 đến 5 lần Nếu khảy 5 lần tính theo tốc độ ấy Trong một giây có bao nhiêu lần sanh diệt? 1.600 triệu Trong một giây có 1.600 triệu lần sanh diệt Quý vị lý giải hiện tượng sanh diệt này như thế nào? Quá nhanh vì vậy trong giáo pháp đại thừa nói đến rốt ráo bảo là hoạt tại đương hạ câu này là thật chẳng giả cái nào nói cho thấy thời gian chẳng thật không gian cũng chẳng thật. lúc mê dường như có hiện tượng thời gian và không gian. khi giác ngộ bàn chẳng có. không có thời gian nên chẳng có trước sau. quý vị thấy được toàn bộ quá khứ hiện tại vị lai. chẳng có không gian nên chẳng có khoảng cách thế giới cực lạc cách chúng ta mười vạn ức cõi phật ở nơi đâu ở ngay nơi đây trong tám thời hệ niệm thiền sư trung hoa đã nói rất ít vị. phương này chính là tịnh độ tịnh độ chính là phương này tịnh độ là thế giới cực lạc thế giới cực lạc ở nơi đâu ở ngay nơi chúng ta đây nơi này chính là thế giới cực lạc Câu này có ý nghĩa nhằm nói với quý vị không có thời gian và không gian. Trong nhất chân Pháp giới, không có thời gian và không gian. Do vậy, tịch là tự tánh vốn định. Diệt là diệt điều gì? trong phật pháp nói tới ba loại phiền não lớn tức là vô minh phiền não trần sa phiền não và kiến tư phiền não chúng đều bị tiêu diệt đều chẳng còn nữa đó là cảnh giới gì tối thiểu phải là cõi thật báo trang nghiêm của chư phật như lai đại chúng trong ấy ai nấy đều đoán sạch ba loại đại phiền nào cũng giống như kinh quan nghiêm thường nói chẳng khởi tâm không đồng niệm chẳng phân biệt không chấp trước đều đạt tới cảnh giới ấy đó là tịch diệt cảnh trí Tâm thanh tịnh tịch diệt Trí huệ hiện tiền Tâm thanh tịnh giống như một tấm gương Có thể chiếu trọn khắp pháp giới hư không giới Dẫu di tế đến mấy Chẳng hạn như lượng tử đang được nói đến trong hiện thời. Người ấy đều thấy rõ ràng, rành rẽ. Bản năng và trí huệ trong tự tánh được diễn tả bằng câu Pháp nhĩ như thị. Các căn thanh tịnh nên gọi là tịch căn. Biểu thị ý nghĩa này. Chân giải dân cảnh trí tịch diệt căn bản nghiêm tịnh dân tịch căn cũng chẳng giải thích khác với ý nghĩa trong phần trước cho mấy về căn bản đều là nói tới tự tánh nghiêm là trang nghiêm tịnh là thanh tịnh nghiêm tịnh là trang nghiêm thanh tịnh nên có đức hiệu là tịch căn Nhìn vào đức hiệu này 16 vị tại gia Bồ Tát Toàn là Pháp thân Bồ Tát Đẳng giác Bồ Tát Kim cứ bổn kim trung Chân thật công đức phẩm dân Cứu cánh Bồ Tát Chư Ba La Mật Nhi thường an trụ Bất sanh bất diệt Chư Ta Ma Địa chánh biểu tịch di căn bản chiếu dụng vô cùng chiếu nhi thường tịch cố biểu thọ mạng vô lượng biểu thị thọ mạng vô lượng đây là nói theo đức tức là nói theo phương diện tánh đức. Trong vô lượng vô biên đức năng, thọ mạng là đệ nhất. Nếu không có thọ mạng, hết thảy đều như không. À, có thọ mạng quý vị mới có thể hưởng thụ tánh đức mới có thể khởi tác dụng không có thọ mạng sẽ chẳng khởi tác dụng nói đến thọ dụng thì ai đang thọ dụng ngã chẳng phải là thân này mà là chân ngã xuất hiện chân ngã là gì linh tánh là tự tánh tự tánh mới là chân ngã Tự tánh có thể sanh ra dạng pháp Tự tánh trọn đủ Vô lượng trí huệ và đức năng Chúng ta học Phật thì mục tiêu cuối cùng của học Phật là gì? Là tìm lại ngã Tìm lại chân ngã Đừng chấp trước giả ngã nữa chúng ta phải tìm lại chân ngã giả ngã ở trong chân ngã giống như chân ngã là toàn bộ thân thể còn giả ngã là gì giả ngã là một sợi lông trên thân hoặc một tế bào nơi thân này chúng ta quên khuấy quên bản chân ngã coi một sợi lông là ngã coi một tế bào là ngã chuyện là như thế đó trong hội Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật đã lấy biển cả làm tỷ dụ. Sánh dĩ biển cả như tự tánh. Lũ chúng sanh ta đông đảo, chúng là gì? Là trong biển cả nổi lên một bọt nước. Sống dừa cuộn sẽ có rất nhiều bọt. Chấp trước một bọt nước là ta. Khi nào bọt nước dở tan, Mới biết biển cả là ngã Bọt nước là giả ngã Biển cả là chân ngã Mới biết tự tánh là chân ngã Từ tự, tự tánh dấy lên hiện tượng Giống như biển cả dấy lên bọt nước Đã nhận ra biển cả Mới biết dạng sự, dạng pháp trong khắp pháp giới hư không giới Đều là ta Chẳng còn phân biệt nữa đó mới là thực sự giác ngộ cây cối hoa cỏ núi sông đại địa có quan hệ gì với chính mình ngã chân ngã cũng giống như nằm mộng trong giấc mộng mộng thấy chính mình cũng mộng thấy rất nhiều người cũng mộng thấy cây cối hoa cỏ cũng mộng thấy núi sông đại địa do đâu mà có toàn là do ý thức biến hiện Lìa khỏi ý thức, quý vị chẳng có mộng, lấy đâu ra mộng khi ngủ ý thức khởi tác dụng khi ngủ thân thể vật chất giống như được nghỉ ngơi nhưng tinh thần chẳng nghỉ ngơi nó vẫn khởi tác dụng khi nào tinh thần được nghỉ ngơi nhập định vì thế nhập định là tinh thần được nghỉ ngơi tinh thần được nghỉ ngơi thì thân thể cũng nghỉ ngơi trong trạng thái nhập định chẳng phải là nhập định thì không được nghỉ ngơi do vậy nếu chúng ta muốn giữ gìn sức khỏe muốn thân thể khỏe mạnh điều quan trọng nhất là tinh thần được nghỉ ngơi từ xưa tới nay Người hiểu đạo dưỡng sinh đã biết tỉnh tọa vào lúc sáng tối. Chẳng cần một thời gian dài. Từ 5 phút đến 15 phút là đủ rồi. Ngồi ở nơi đó. Thức dậy bèn ngồi trên giường. Điều gì cũng chẳng nghĩ tới. Khiến cho thân lẫn tâm đều được nghỉ ngơi. Điều này có ích rất lớn khiến cho thân thể khỏe mạnh. Ngồi xếp bằng hay không chẳng sao. Cứ ngồi theo lối thông thường là được rồi. Chỉ cần buông ý niệm xuống, chuyện khẩn yếu nào cũng đều chẳng nghĩ tới. Đây là một phương pháp hết sức tốt theo đạo lý dưỡng sinh. Tương thông với ý nghĩa tịch căng trong kinh Phật đã nói. Chớ thấy thời gian rất ngắn mà coi thường, rất hữu dụng. Vì từ trước đến nay quý vị chưa hề nghỉ ngơi. Có thể nghỉ ngơi trong mấy phút sẽ cảm thấy rất thù thắng. Tiếp theo là tính huệ hội sớ dân tính tâm trí huệ diễn đoạn nghi vọng nói theo thế gian hay xuất thế gian hai câu này đều vô cùng trọng yếu đạo của thánh hiền thế gian hay đại đạo xuất thế gian của Phật, Bồ Tát Trong kinh luận thường nói Phật Pháp Đại Hải Tính gì năng nhập Chúng ta học Phật đã ngần ấy năm Có nhập hay không? Chẳng nhập vì sao chẳng nhập chúng ta tự nghĩ chính mình có tính tâm ta đã tin phật ta là đệ tử chánh tính của phật thật ra chưa hiểu rõ ràng đạo lý chân thật trong phật pháp chẳng thể nói là không tin nhưng chẳng thể nói là đã hoàn toàn tin trong lòng tình ấy vẫn còn cả đống dấu hỏi ừ. Chưa thể giải quyết Chúng ta thường nói là bán tính bán nghi Chúng ta ở trong tình trạng như vậy Cho nên học Phật nhiều năm Chẳng thể thọ dụng Đối với chuyện này có phương pháp nào để có thể giúp chúng ta hay không? chẳng thể chẳng có cách nào phật có đến cũng chẳng có cách nào trong không có biện pháp phật vẫn có biện pháp phật có pháp phương tiện pháp phương tiện là giảng kinh Quý vị phải nghe nhiều, nghe thường xuyên, nghe chẳng gián đoạn. Nói chung sẽ có ngày quý vị hoảng nhiên đại ngộ, vĩnh viễn các đức lưới nghi, tính tâm xuất hiện. Nếu không trải một thời gian rất dài, tính tâm chẳng dễ gì thành tựu. Có những người học Phật chưa bao lâu, Tính tâm đã thành tựu Là do trong đời quá khứ Người ấy có thiện căn sâu dày Chúng ta chẳng sánh bằng Thiện căn trong đời quá khứ mà Học Phật trọn chẳng phải là một đời này Trong quá khứ Tính tâm chưa sâu vườn ấy Nửa tin, nửa ngờ Đời này gặp gỡ Phật Pháp Vẫn là bán tin, bán nghi Nhưng nếu có cơ hội như thế Nghe kinh mỗi ngày, học tập mỗi ngày Thâm nhập một môn Quân tu lâu dài Khi nào quý vị sẽ vĩnh viễn Các đức lưới nghi duyên phận mỗi người mỗi khác có người thiện căn dày hai ba năm tính tâm đã thành tựu có kẻ mười năm tám năm hai mươi năm ba mươi năm không ngừng cũng có người suốt đời vĩnh viễn vẫn thuộc giai đoạn bán tính bán nghi rất nhiều Chúng ta tiếp xúc các đồng tu Quý vị hãy lắng lòng quan sát Sẽ có thể nhìn ra Chúng ta cũng có thể nói Một phần tính tâm bạn có một phần thành tựu Mười phần tính tâm bạn có mười phần thành tựu Do vậy Tính di đạo nguyên Công đức mẫu trưởng dưỡng nhất thiết chư thiền căn Lời ấy có lý lắm. Tính huệ Bồ Tát biểu thị Pháp này. Đối với Pháp thế gian và suốt thế gian mà có thể thành tựu trong một đời thì điều thứ nhất là tính tâm. Tôi học Phật Nói thật ra Chẳng phải là kẻ có tính tâm rất mạnh mẽ Tôi cũng là kẻ bán tính bán nghi Tôi tin Thầy Thật sự đắc lực là nhờ vào đó Từ tuổi bé cha mẹ đã dạy tôn sư trọng đạo thuở đâu biết trọng đạo là gì chỉ là tôn sư phải tôn trọng thầy phải nghe lời thầy thầy dạy làm sao bèn làm như vậy chẳng dám chống trái từ nhỏ đã học điều này sau này học phật điều ấy khởi tác dụng rất lớn tôi gặp gỡ ba vị thiện trì thức họ đồng ý dạy tôi là nhờ vào đâu nhờ tôi có chút lòng cung kính thầy nên thầy chịu dạy Hiện thời Nói thật ra Người học Phật rất nhiều Đặc biệt là những kẻ trẻ tuổi Chẳng có lòng cung kính thầy Vì sao? Đối với cha mẹ Họ đều chẳng cung kính Làm sao có thể cung kính thầy? thành tựu trong hợp tập đúng là đời sau kém đời trước quý vị phải truy cứu vì sao nguyên nhân ở chỗ nào nguyên nhân là đối với đạo đối với thầy đối với nghiệp tâm cung kính chẳng bằng đời trước hiện thời tâm cung kính mỗi đời một kém hơn Nói cách khác, chắc chắn là sự thành tựu của mỗi đời một kém hơn. Nhưng chúng ta chớ nên nản chí. Nếu nghiệp chướng của chúng sanh tiêu tan kha khá, khá chư Phật Bồ Tát sẽ đến, sẽ đến thị hiện giống như Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trên thế gian. Chư Phật Bồ Tát nhiều ngần ấy cũng đều thị hiện. Các ngài thông hiểu, biết hiếu thuận với cha mẹ, biết tôn sư trọng đạo sẽ có thể nêu gương cho mọi người thấy. Đó là gì? Nghiệp chướng của chúng sanh đã tiêu tan kha khá. Các ngài sẽ đến. Nghiệp chướng rất nặng, các ngài chẳng đến. Vì sao? Đến chẳng có ích gì, có đến những kẻ ấy cũng chẳng tin. Nhà Phật thường gọi điều này là thời tiết nhân duyên. Nhân duyên đến các ngài đều thị hiện. Tiếp theo Chân giải dân Minh tính Phật trí Vô thượng trí huệ Hậu bổn kinh trung Dĩ tằng cúng dường chư như lai Tắc năng quan hỷ tính thử sự Nhân thân nang đắc Phật nang trị Tính huệ văn pháp nang trung nang Trong kinh Đức Phật nói mấy câu này nói rõ trong thời kỳ mạt pháp mà gặp gỡ pháp môn này có thể tin tưởng có thể quan hỷ sẽ là hạng người nào trong đời quá khứ quý vị đã từng cúng dường như lai chư như lai ở đây bao gồm 41 địa vị pháp thân đại sĩ trong đời quá khứ, quý vị đã từng gặp gỡ, từng tiếp nhận giáo huấn của các vị Phật Bồ Tát ấy. Nhưng tu hành chưa thành công. Nên vẫn phải luân hồi trong lục đạo. Trong đời này, thiện căn trong đời quá khứ chín mùi duyên ấy lại tiếp tục lại tiếp nối duyên ấy vì thế nhà phật thường nói phật chẳng độ kẻ vô duyên hữu duyên là gì trong đời quá khứ từng cúng dường chư như lai đấy là kẻ hữu duyên Quý vị tiếp nhận, quan hỷ tiếp nhận. Ác có thể quan hỷ tin tưởng chuyện này. Nếu tiếp xúc nhưng chẳng sanh tâm quan hỷ, tiếp xúc bạn có lắm nỗi hoài nghi. Tức là chẳng có duyên với Phật. hai câu kế tiếp đã được lịch đại tổ sư trích dẫn rất nhiều nhân thân mang đắc phật nang trị có nghĩa là có được làm thân người khóa nghe phật pháp mang ý nghĩa này được làm thân người chưa chắc trong đời này quý vị có thể nghe phật pháp chỉ cần chúng ta lắng lòng quan sát cặn kẽ, sẽ thấy chuyện này ở ngay trước mắt. Trên thế giới hiện thời, dân cư cả thế giới thường được phỏng đoán. Là trên dưới 65 ức trong 65 mươi ước người như thế, được mấy phần, có dịp nghe phật pháp nói thông thường, hiện tiền trong trên thế gian hiện thời trong những người có tín ngưỡng tôn giáo do cơ đốc giáo và thiên chú giáo tuyên truyền rộng rãi nhất số lượng tín đồ thường được nói đại khái là từ hai mươi ức người trở lên là tôn giáo lớn nhất trên thế giới này. Kế đó là Đạo Y Tư Làng. Tôi tiếp xúc với họ rất nhiều. Có người bảo tôi, đại khái trên cả thế giới, tín đồ đạo hồi có chừng 15 ức. Theo cách nhìn của tôi, dẫu chưa đến 15 ức, thì chắc chắn cũng không ít hơn 13 ức. Đây là một tôn giáo lớn trên thế giới. Thứ ba phải là Phật giáo. Người theo tín ngưỡng Phật giáo chưa được một nửa của họ. Tôi tin người có tín ngưỡng Phật giáo trên cả thế giới chẳng vừa qua sáu ức. Hiện thời, trên toàn cầu, người có tín ngưỡng tôn giáo mỗi năm một ít hơn. Thống kê số lượng tín đồ Phật giáo Vô cùng khó khăn Vì mọi người trong Phật giáo không coi trọng chuyện này Còn số thống kê của cơ đốc giáo và thiên chúa giáo Tương đối đáng tin Vì họ có người chuyên môn làm công việc này Thống kê mỗi năm Có bao nhiêu người chịu phép rửa tội năm nay chịu rửa tội ít hơn năm ngoái rất nhiều mỗi năm một ít hơn họ nói rất chính xác do nguyên nhân nào khoa học phát triển tinh thần khoa học chẳng có gì khác Chẳng đưa ra được chứng cứ Người ta sẽ không tin Họ nói Các người lý tưởng Chẳng phải là sự thật Họ đòi hỏi chứng cứ Khéo sau mấy năm này Khoa học tiên phong Tiên phong tức là chưa chín mùi vừa mới đề ra khái niệm khoa học mới, chẳng hạn như đối với nguyên khởi của vũ trụ, đối với nguyên khởi của sanh mạng, có cách nhìn mới mẻ, lập luận khác với những nhà khoa học trước kia. Cách nhìn mới mẻ ấy. Ngay càng gần với cách nói trong tu giáo Nhưng vẫn cần phải thông qua thí nghiệm để chứng minh Thì mọi người mới tin tưởng Chẳng còn hoài nghi Chúng tôi nghĩ Tối thiểu phải mất 5 năm hay 10 năm nữa Hiện thời loại khoa học ấy mới manh nha Đến khi ấy sẽ chín mùi đây là một chuyện tốt đẹp những chuyện đã nói trong kinh điển nhà phật đều được chứng minh dùng khoa học để chứng minh khiến cho chúng tôi nghĩ tới người trong thời cổ đối với những lời kinh điển dạy họ vừa nghe liền tin tưởng Chẳng hoài nghi Chúng ta chỉ có thể tán thán họ có thiện căn sâu dày Nên có thể tin tưởng Chúng ta hoài nghi Phải trải qua vài chục năm học tập Mới thật sự tin tưởng Chẳng hoài nghi Người ta vừa tiếp xúc bàn tin tưởng Chẳng hoài nghi So giữa chúng ta và họ họ đỡ tốn thời gian mười mấy năm hay hai mươi năm nếu họ có thể thật sự thâm nhập một môn huân tu lâu dài thành tựu của họ nhất định cao hơn chúng ta chúng ta chẳng thể đuổi kịp họ Tiếp đó sách chú giải viết Thử định độ tâm Thị năng tính pháp Nhược năng tính nhập gia nhân túc cụ huệ căn Trong đời đời kiếp kiếp quá khứ Người ấy đã trọn đủ huệ căn Nên mới có thể tin tưởng và khế nhập những điều này đều nói về tính tâm tính tâm rất quan trọng có tính còn phải có nguyện thì đời này mới có thể thành tựu viên mãn vì thế Kế tiếp là nguyện huệ Bồ Tát Nguyện huệ Biểu A-di-đà Phật Đại Nguyện Chi Dương Trí huệ Quảng Đại Hữu khả giữ tính huệ Chánh sĩ hợp tham Chính biểu tịnh độ dĩ tính nguyện trì danh di Tông Thật sự tin tưởng tịnh tông Thật sự chẳng hoài nghi Nhất định phải phát nguyện Nguyện sanh về tịnh độ à, Muốn thân cận a di đà Phật Đến thế giới cực lạc Làm học trò của a di đà Phật Thế giới cực lạc tốt đẹp Do Thích Ca Mâu Ni Phật đã giới thiệu cho chúng ta Ngài giảng kinh thuyết Pháp 49 năm tuyên giảng kinh vô lượng thọ nhiều lượt cũng có thể nói là đã nhiều lần giới thiệu thế giới cực lạc thế giới cực lạc tốt đẹp tốt đẹp ở chỗ nào trong thế giới này hết thể chúng sanh tạp cư các nghề nghiệp thế giới cực lạc đơn thuần chẳng phức tạp tí nào trong thế giới này nam nữ và trẻ các nghề nghiệp là bao nhiêu hiện thời có mấy trăm loại thế giới cực lạc chỉ có thế hai loại người. người quý vị thấy đơn thuần đơn giản lắm hai loại người là gì một là thầy hai là trò chẳng nghe nói thế giới cực lạc có chánh phủ hay quốc dương thiên dương chưa hề nghe nói tới cũng chẳng nghe nói thế giới cực lạc có đại thần quý vị biết Thế giới ấy quá đặc thù Chúng ta đến thế giới cực lạc là học trò a di Đà Phật là thầy Chúng sanh trong mười phương thế giới Cầu giảng sanh thế giới cực lạc Đều là học trò của a di Đà Phật Nói theo cách bây giờ Thế giới cực lạc là gì? Là trường học ở bên đó a di đà phật lập ra một trường học trường gì vậy trường học dạy phàm phu thành phật phàm phu trong mười phương thế giới chỉ cần thật sự tin tưởng chịu phát tâm đến nơi đó ai nấy đều thành phật tốt nghiệp đang thành phật nơi đó là trường học để thành phật viên mãn trong một đời vì thế chúng ta học phật mong thành phật đến thế giới cực lạc thành phật nhanh nhất thời gian ngắn nhất thành tựu nhanh nhất lại còn thành tựu địa vị phật rốt ráo viên mãn chẳng giống như thế giới này thành phật còn phải trải qua phật pháp giới trong mười pháp giới ngôi vị phật ấy vẫn chưa phải là chân phật quý vị nói xem nơi ấy có thù thắng lắm hay không gặp cơ hội này chẳng dễ dàng dẫu được làm thân người nghe Phật Pháp. Trong những người được nghe Phật Pháp, được mấy phần có cơ hội nghe Pháp tịnh độ này? Quý vị phải xét như vậy mới nhận thấy đúng là chẳng nhiều nhỏ gì. Người thật sự hiểu tịnh độ Khăng khăng một mực Tu học tịnh độ Chẳng quá mấy Vì thế Hai vị Bồ Tát này Biểu thị Tính nguyện trì danh Đó là tông chỉ tu học của tịnh tông vị tiếp theo hương tượng bồ tát nãi đông phương a xuất phật quốc bồ tát đây là bồ tát từ thế giới phương khác đến tham gia pháp hội của thích ca mâu ni phật đến làm ảnh hưởng chúng Tàng ư Duy ma hội thượng Tác đồng văn chúng Hương tượng thân xuất hương phong Thử Bồ Tát thân hương diệt như chi Hương tượng lực đại Biểu di đà nguyện lực vô biên chư phật bồ tát giảng kinh giáo học những người có công phu định lực sẽ trông thấy các vị bồ tát từ các thế giới phương khác đến tham dự pháp hội ấy ngồi trên không trung để nghe giảng nhục nhãn của chúng ta không trông thấy nhưng họ có thể thấy thiên long bát bộ chư thiên sắc giới chư thiên dục giới chư thiên thuộc 18 tầng trời trong sắc giới và sáu tầng trời trong dục giới đều đến nghe tin thần hộ pháp đến trang nghiêm đạo tràng vị bồ tát này đến từ cõi a à, súc phật ở phương đông đức phật từng giới thiệu ngài trong hội duy ma cư sĩ duy ma giảng kinh duy ma là tại gia phật thuộc địa vị diệu giác Bồ Tát cũng đến làm đồng văn chúng Đồng văn chúng là ảnh hưởng chúng Vì sao? Vị Bồ Tát này là đẳng giác Bồ Tát Chẳng phải là Bồ Tát thông thường Ngài đến làm ảnh hưởng chúng Khiến cho mọi người nhìn vào Quý vị thấy đẳng giác Bồ Tát Từ thế giới phương khác đều đến tham gia Pháp hội này nghe cư sĩ Duy Ma giảng kinh nhất định là cư sĩ Duy Ma rất lỗi lạc. Nếu không, lẽ nào đáng giác Bồ Tát đến nghe giảng? Khiến cho tính tâm của tính chúng hiện tiền trong đại hội kiên định. Khiến cho đại chúng sanh khởi tâm cung kính. Đối với vị Đại Đức Giảng Kinh, chắc chắn sẽ khiến cho đại chúng đang nghe kinh sanh tâm tôn trọng pháp bổn kinh điển tôn trọng pháp môn đang được giảng sẽ đạt được lợi ích vì thế gọi là ảnh hưởng chúng Thân hương tượng tỏa ra hơi thơm Thân Bồ Tát cũng có mùi thơm có mùi thơm lạ. Ngài có đại lịch. Biểu thị A-di-đà Phật nguyện lực to lớn. A-di-đà Phật muốn độ hết thảy chúng sanh trong khắp Pháp giới hư không giới. Thành Phật viên mãn trong một đời. Đại nguyện lực như vậy cảm dời Hết thể chư Phật Như Lai Pháp thân đại sĩ Trong mười phương ba đời tán tháng Bảo Anh Biểu Di Đà Nguyện Hải Nãi vô lượng công đức Diệu bảo chi sở trang nghiêm Năng lên phàm phu Vô công đức giả kính Đăng bất thoái chứng nhập niết bàn thị nải bảo trung chi anh cố giết bảo anh bảo là tỷ dụ nhằm sánh dí di đà nguyện hải tức là 48 nguyện của a di đà phật bốn mươi tám nguyện của Phật Di Đà là diệu bảo của hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới. Không ai gặp gỡ mà chẳng đắc độ. Vì vậy, tịnh tông học hội thành lập nguồn gốc của tịnh tông học hội là do lão cư sĩ hạ liên cư hội tập kinh vô lượng thọ đã hội tập kinh xong xuôi lão nhân gia đề xướng hưng khởi tịnh tông học hội vào thời cổ gọi là liên xã đạo tràng niệm phật đường của tịnh độ tông là liên xã nhằm phù hợp nhu cầu của thời đại và quan niệm con người hiện đại lão cư sĩ dùng chữ học hội hoặc học viện như vậy thì sẽ khiến cho mọi người nhìn vào danh xưng nghĩ tới ý nghĩa trông thấy danh xưng ý chẳng đến nỗi nảy sanh hiểu lầm vì trước kia gọi là liên xã khiến người ta nghĩ tới tôn giáo cho là mê tín nên cụ sửa lại danh xưng chúng ta tụ hội với nhau để cùng nhau tu tập nên gọi là học hội cùng nhau tụ tập để học tập kinh giáo nên gọi là học viện cũng là đưa phật giáo trở lại giáo dục thực hiện như vậy đó khi ấy cụ đề xướng nhưng hoàn toàn chưa thành lập chỉ đề ra các danh hiệu ấy chẳng thành lập tôi diện kiến lão cư sĩ hoàng niệm tổ lão cư sĩ đem chuyện này ủy thác cho tôi hy vọng tôi giảng kinh giáo học ở ngoại quốc sẽ cổ vũ khích lệ mọi người thành lập tỉnh tông học hội vì vậy tỉnh tông học hội đầu tiên được thành lập tại ôn ca hoa gia nã đại nghe nói hiện thời hội ấy vẫn còn thuở ấy hội trưởng đầu tiên là cư sĩ trần đại xuyên tôi giảng kinh tại vancouver thành lập gia nã đại tịnh tông học hội học hội thứ hai tại thánh hà tây nước mỹ thu dung phụ cận thành phố tam phiên thành phố tam phiên ở phía tây sang duy thành lập mỹ quốc tịnh tông học hội hội trưởng của học hội thứ hai là cư sĩ dương nhất hoa hiện thời vẫn là ông ta lần ấy chúng tôi học tập lục hòa kín tại hương cảng Ông ta đến tham gia, đó là học hội thứ hai. Tôi nhớ ở Mỹ mười mấy năm, tại Mỹ và Gia Nã Đại nói chung có tất cả ba mười mấy học hội. Có những hội mấy năm gần đây đã mất liên lạc. Thật sự có liên lạc với chúng tôi dường như chưa đến mười hội. Nhưng tỉnh Tông Học Hội tại Mã Lai nhiều nhất. Nghe nói chánh thức thành lập hơn 50 cơ sở. Những cơ sở chưa đăng ký đại khái cũng tới hơn 50 hội. Gộp chung Mã Lai có hơn 100 Tịnh Tông Học Hội. Đứng đầu thế giới, Pháp Duyên ở đó thuộc tháng khôn sánh. <laughs> Lão cư sĩ đặc biệt bảo chúng ta Năng linh phàm phu Vô công đức giả Kính đăng bất thoái Chứng nhập niết bàn Mấy câu này tuyệt diệu Chúng ta đúng là phàm phu sát đất Lấy đâu ra công đức Nhưng gặp gỡ kinh vô lượng thọ mỗi ngày có thể niệm kinh vô lượng thọ một lần dùng làm công khóa sáng tối để niệm một lần mỗi ngày quý vị tích lũy tích lũy chẳng ít công đức phát nguyện cầu sanh tịnh độ chẳng còn luân hồi nữa luân hồi rất khổ sở Chớ nên mê hoặc nữa. Nếu mong tái lại, rất đơn giản. Quý vị tới thế giới cực lạc, gặp A-di-đà Phật. Quý vị nói trên quả địa cầu này, tức địa cầu thuộc thế giới sa bà thân bằng hảo hữu rất nhiều còn muốn giúp họ tiếp dẫn họ về thế giới cực lạc a di đà phật gật đầu trí huệ thần thông và đạo lực của ngài sẽ gia trì quý vị quý vị là bồ tát tái lai trở lại thế giới sa bà khi trở lại quý vị chẳng mê hoặc chẳng đọa lạc quý vị có thể dẫn một nhóm người sang thế giới cực lạc đó là một chủ ý hay là một biện pháp tốt đến thế giới cực lạc mới thật sự biết chỗ hay đẹp của thế giới cực lạc quay về khuyên dạy đại chúng cùng sanh cực lạc quốc bảo anh biểu thị ý nghĩa này trung trụ bồ tát trung trụ an trụ trung đạo bất lạc nhị biên đương tướng tức đạo tức sự nhi chân tịnh niệm tương kế tức niệm ly niệm thị trung trụ nghĩa mấy câu này giải thích hết sức hay chữ an trụ nói về tâm tâm trụ nơi đâu Tâm đã được an trụ Thân sẽ chẳng có vấn đề Thân như thế nào? Thân lìa khổ và vui Hai bên khổ và vui đều lìa cả rồi Trung đạo đấy Ta chánh Là nhị biên thiện ác là nhị biên an nguy là nhị biên nhị biên đều tách rời đó là trung trụ nói rốt ráo không có là nhị biên chân giọng là nhị biên giáo pháp đại thừa dạy chúng ta nhị biên bất trụ trung đạo bất tồn nếu quý vị trụ nơi trung đạo trung đạo đối lập với nhị biên vẫn là một bên vẫn là trận vì thế đối với trung đạo trung đạo cũng chẳng có chẳng rơi vào nhị biên câu này giảng hết sức hay chẳng rơi vào nhị biên ai chẳng rơi vào nhị biên pháp thân bồ tát không chỉ người trong lục đạo chẳng làm được mà bốn thánh pháp giới cũng chẳng làm được ai làm được người minh tâm kiến tánh làm được người đại triệt đại ngộ Thật sự diễn diễn an trụ trong trung đạo An trụ trung đạo Có ý niệm Ta đang an trụ trong trung đạo hay không? Chẳng có ý niệm ấy Hệ có ý niệm ấy Tức là lại có trụ Trung đạo là một bên nhị biên là bên kia Người ấy vẫn chẳng có cách nào trụ trong trung đạo không rơi vào nhị biên Đây sẽ là trung đạo thật sự bốn câu tiếp đó nhằm hiển lộ ý nghĩa của trung đạo đương tướng tức đạo đương là ngay lập tức tướng là hiện tượng nói cách khác hiện tiền là trung đạo các trụ như thế nào trong hoàn cảnh hiện tiền chẳng khởi tâm không đồng niệm chẳng phân biệt không chấp trước đó là trung đạo khởi tâm đồng niệm là lệch lạc phân biệt chấp trước là tà Sai mất rồi Chư Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian này Phở Thích Ca Mâu Ni Phật tài thế Pháp thân Bồ Tát đẳng giác Bồ Tát Từ cõi này hay phương khác Nhiều ngân ấy đều đến thế gian Có không ít gì đến nơi đây đầu thai để thể hiện Các ngài chẳng mê hoặc Tuy chẳng mê hoặc, giả giờ mê hoặc. Lên sân khấu biểu diễn một vai. Nhằm giúp Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh. Trên thực tế, các ngài quả thật là đường tướng tức đạo Từ ngay nơi sự chính là chân Chỉ những ai có công phu thật sự Mới thấy được các ngài đang biểu diễn Đang diễn tuồng, đang dạy người khác Mới thấy được trí huệ của Bồ Tát Và phương tiện thiền xảo của Phật Bồ Tát áp dụng vào tịnh tâm. tịnh niệm nối tiếp từ ngay nơi niệm mà lìa niệm đó là trung đạo đây chính là thật sự hiểu đường tướng tức đạo tức sự nhi chân như đã nói trong phần trước bậc tông môn đại đức trong thiền tông khảo nghiệm học trò người hiểu chưa Hiểu Thì quý vị là Bồ Tát Chẳng phải là phàm Phu Không hiểu thì là phàm Phu Chẳng phải là Bồ Tát Hiểu không là gì vậy? Thật sự hiểu Buông phân biệt chấp trước xuống Mới là thật sự hiểu Quý vị còn có phân biệt chấp trước Tức là chẳng hiểu Quý vị là phàm Phu A-la-hán buông chấp trước xuống Bồ-tát buông phân biệt xuống Pháp thân đại sĩ Đẳng giác Bồ-tát Khởi tâm động niệm cũng không có Chẳng khác chư Phật như Lai An trụ trong trung đạo à, tiêu chuẩn an trụ trong trung đạo đoạn. là pháp thân bồ tát à, theo kinh hoa nghiêm trong viên giáo từ sơ trụ trở lên thuộc về cảnh giới này à, đơn đơn thật sự đoạn. an trụ trong trung đạo ngày nay trên địa cầu tai nạn rất nhiều các ngài có bị tai nạn hay không các ngài chẳng bị vì sao chẳng bị các ngài chẳng khởi tâm động niệm tài biển biển quả như thế nào các ngài hiểu rõ minh bạch biết gì là nhân biết gì là quả chẳng có mảy may gì liên quan đến các ngài giống như các ngài đang xem diễn tuồng hoặc xem biểu diễn ảo thuật vậy trụ trong trung đạo mới được tối thiểu cũng phải trụ trong bốn thánh pháp giới đừng trụ trong lục đạo nếu trụ trong bốn thánh pháp giới quyết định chẳng chấp trước hệ có chấp trước nhất định là lục đạo phạm phu chắc chắn phải chịu khổ muốn hưởng vui quý vị làm lành sẽ hưởng vui quý vị tạo ác phải chịu khổ chẳng có cách nào trong lục đạo có nhân quả báo ứng Chế hạnh biểu nghiêm trì tình giới Chế ác hành thiện Chế là ngăn dứt Chế hạnh là dứt ác làm lành Nghiêm trì giới luật Hữu niệm Phật tức thị trì giới chúng ta có phải học giới luật hay không người niệm phật chẳng cần giới luật có ba loại lớn thứ nhất là luật nghi giới nhất định phải tuân thủ từ điều một đặc biệt là đối với cả sơ học Giới luật cũng rất trọng yếu Người thật sự niệm Phật Suốt ngày từ sáng đến tối Là mười dạng câu Phật hiệu Sự niệm Phật ấy Chính là trì giới Đó là gì? Đạo cộng giới Niệm Phật là tu đạo Tu đạo Tây Phương tu đạo di đà từng bước hướng gần đến thế giới cực lạc điều này thuộc về đạo cộng giới phật hiệu là giới luật trong tâm là phật nơi miệng là phật Thân chính là Phật Lấy đâu ra chuyện xấu để làm Đó là trì giới Loại thứ hai là gì? Định cộng giới Người ấy đã nhập định Nhập định sẽ chẳng làm chuyện xấu xa Chẳng có ác niệm Cũng chẳng có ác hạnh Vì vậy định cộng giới Tức là trong định có giới Trong đạo có giới nếu chẳng tu đạo chẳng tu định mà muốn trì giới sẽ chẳng qua giới mà phật pháp cũng chẳng có luôn chứ vị đồng tu chớ nên không biết điều này không có giới luật phật pháp sẽ tiêu diệt bởi thế ngày nay chúng ta niệm phật vẫn phải nhấn mạnh trì giới vì sao niệm phật là chúng ta thành tựu chính mình trên địa cầu có nhiều chúng sanh phải chịu khổ trì giới sẽ có thể lìa khổ được vui giới là thiện pháp đoạn ác tu thiện thiện có thiện quả tức quả báo tốt lành ác có ác báo đức phật giảng cho chúng ta mười tiêu chuẩn tức thập thiện nghiệp đạo Quý vị tu thập thiện Quả báo là trong tam thiện đạo Thật sự thiện Hiện thời loài người bất thiện Quý vị thấy làm người khổ quá Xã hội hỗn loạn dường ấy Trên địa cầu tai nạn nhiều ngần ấy Do nguyên nhân gì? Chuyện này ngay các nhà khoa học cũng biết. Các thứ tài biến trên địa cầu cho thấy tâm thái của cư dân trên địa cầu có vấn đề. Phản ứng đối với tâm thái bất thiện xuất hiện thành hiện tượng cảnh chuyển theo tâm. Nếu cư dân trên địa cầu Ai nấy tuân thủ Nhân nghĩa đạo đức Hiếu để trung tính Xã hội hòa hài Tai nạn chẳng dấy lên Thật đấy chẳng giả đâu Chúng ta là người học Phật Có tin tưởng những gì Đức Phật đã giảng trong Kinh hay không? Nói đến tính huệ Bồ Tát Quý vị có tin hay không? Quý vị không tin thì vẫn phải hướng chịu quả báo Hưởng hết mọi nỗi khổ Đến cuối cùng quý vị tin tưởng Khi nào quý vị tin tưởng Khi ấy tai nạn sẽ đình chỉ Ác báo của kiếp gì chậm dứt Quý vị chẳng tin thì ác báo vẫn kéo dài Vẫn tiếp tục không ngừng Đạo lý là như vậy đó Chư Phật Bồ Tát Tổ sư Đại Đức đã giảng những điều này suốt mấy ngàn Cổ nhân tin tưởng Người hiện thời chẳng tin Vì sao? Thời cổ không có khoa học Lòng người thuần hậu Tử tế Nên đều có thể tiếp nhận tin tưởng Người thông minh Do người có trí huệ dịu dắt Người thật sự có trí huệ sẽ tin tưởng Kẻ có kiến thức nhưng thiếu trí huệ sẽ chẳng tin. Gần 300 năm qua, khoa học phát triển mạnh mẽ. Mọi người tin theo khoa học, chẳng còn tin tưởng giáo quấn của cổ Thánh Tiên Hiền. Chẳng còn tin tưởng luân lý đạo đức Nên mới biến thành nông nổi hiện thời Chúng ta trở nên không biết Nếu chúng ta muốn giúp đỡ xã hội này Giúp họ lìa khổ được vui Phải bắt đầu thực hiện từ bản thân phải nêu gương tốt cho người khác nhìn vào họ nhìn quý vị dăm ba năm chẳng tin nhìn vào quý vị mười năm hay tám năm chẳng tin nhưng nhìn quý vị hai chục ba chục năm sẽ tin giúp đỡ người khác chẳng dễ dàng Lúc đầu hứng chịu hết mọi nỗi cực nhọc Người ta không tin Hủy bán, khinh nhục Thậm chí hãm hại Quý vị đều phải chấp nhận Luôn nêu gương tốt Gây cho ta khó khăn gì đi nữa Vẫn chẳng oán hận mảy may Mỗi ngày vẫn vui sướng Vì sao? Quý vị tiếp xúc Phật pháp hỷ sung mãn họ nhìn lâu ngày khổ sở cũng chịu đựng chán chê rồi vẫn phải tiếp tục chịu khổ chúng ta tin tưởng rồi sẽ có ngày họ quay đầu giác ngộ biết lỗi sám hối cuối cùng hiểu rõ người ấy được gọi là đắc độ do vậy hiện thời độ hết thảy chúng sanh nhất định gặp khó khăn tùy thuộc tù, các bồ tát có thể chịu đựng hay không Bồ Tát có thể chịu được Vì sao? Ngài vĩnh viễn trụ trong trung đạo Nên chẳng bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu Nhất tâm niệm Phật Hồng nâng cao cảnh giới của chính mình À, dùng thế gian để nói, Nói theo người thế gian Là tích tập vô lượng vô biên công đức Bồ Tát không hưởng những công đức ấy Mà hồi hướng những công đức ấy Cho hết thảy chúng sanh khổ nạn Giúp họ sớm có ngày giác ngộ Sớm có ngày quay đầu Vì vậy trì giới cũng có nghĩa là chế hạnh Hạnh là hành vi Chế là khống chế Chế hạnh là khống chế những tư tưởng và hành vi sai lầm của chúng ta Đây là ý nghĩa trì giới Cuối cùng là vị thứ 16 Giải thoát Biểu Diệt trừ kết phược Cố danh giải thoát Kết và Phượt đều là những danh xưng khác của phiền não. Quý vị tạo tác nghiệp, bất luận thiện nghiệp hay ác nghiệp. Những nghiệp ấy chưa gặp duyên sẽ chẳng thể giấy lên hiện hành. Nhưng chúng tồn tại giống như thắt nút chưa tháo ra vì thế chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật này cả đời Tôi phải giữ sao cho chẳng kết oán với bất cứ ai điều này rất quan trọng kẻ khác kết oán với ta ta chẳng kết oán với họ sẽ chẳng có chuyện gì Kết là phải cả hai phía thì mới kết được. Một phía đã buông bỏ, sẽ chẳng thể thắt chặt. Đối phương kết, ta không kết. Phượt cũng là danh xưng khác của phiền não Giống như dùng thần trói chặt quý vị ở một chỗ, chẳng cửa quay được. Trong ấy có thiện, có ác Nhưng thật ra đều là ác Lấy đâu ra thiện Nhưng chúng sanh ngỡ đó là thiện Đây là gì? Tình chấp Người thế gian nói tới ái tình đó chính là một sợi thần trói thích chặt quý vị nơi đó Chẳng cửa quay được Đó là ái tình vì thế phải thấy thấu suốt Thấy thấu suốt sẽ giải thoát Tháo nút buộc, cởi trói xong Quý vị được đại tự tại Do vậy gọi là giải thoát Bồ Tát Tiếp đó sách viết Như Kinh Dân thân độc đồ thoát hoạch kỳ phước đức khả đắc trường thọ nê hoàng chi đạo thự trị tư kinh giả tùy ý sở nguyện giai khả đắc độ trong kinh này có hai câu như vậy biểu thị ý nghĩa này kinh này có công đức chẳng thể nghĩ bàn Chỉ là gặp gỡ Chúng ta gặp Bộ Kinh Vô Lượng Thọ này Mỗi ngày tụng niệm Lại còn phải lý giải biết niệm nhưng không lý giải hiệu quả chẳng lớn vừa biết niệm vừa có thể hiểu sẽ khởi tác dụng biến sự lý giải thành tư tưởng và kiến giải biến các giáo huấn trong kinh thành hành vi trong cuộc sống của chúng ta Quý vị thật sự nhập kinh vô lượng thọ à, Thật sự nhập cảnh giới di đà Trong kinh này nói đến cảnh giới của A-di-đà Phật Nhập cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Thế Giới từ chỗ nào? Từ hiện tại mà nhập ngay trong giây phút này chính là nó tự và tha chẳng hay tự là hoàn cảnh cư trụ của chúng ta tha là tây phương cực lạc thế giới là một chẳng hai vì thế gặp gỡ kinh này quả thật là tùy theo ý nguyện đều có thể đắc độ nương theo lý luận phương pháp và cảnh giới trong kinh điển để tu hành giữ lấy tây phương cực lạc thế giới muốn đi khi nào bèn đi có người nóng lòng muốn đi có thể thành công trong vài ngày hay không Kim di đà dạy nhược nhất nhật một ngày bạn có thể thành tựu Nhược nhị nhật, nhược, nhược tam nhật Cuối cùng nói bảy ngày Bảy chẳng phải là chỉ doãn dạng bảy ngày Mà bảy là có ý nghĩa biểu thị Pháp Tượng trưng cho viên mãn Có nghĩa là tùy ý Quý vị thích đi ngày nào bạn đi trong ngày ấy Bảy mang ý nghĩa tùy ý, viên mãn Thích khi nào đi bèn đi khi ấy À, muốn ở lại thế gian này thêm mấy năm nữa chẳng trở ngại gì Vì sao? Ở lại thế gian này chẳng có chuyện gì khác Chỉ vì còn có những kẻ hữu duyên Ta trụ thêm vài ngày để dẫn bọn họ cùng đi Do chuyện này Nếu không dẫn theo ai thì phải đi trong hiện tại ở lại nơi đây để làm gì chẳng có mảy may ý nghĩa gì do vậy hiểu đạo lý này từ xưa tới nay tai nạn là cộng nghiệp mấy ngàn người hoặc mấy trăm người cùng chết sạch trong một trận tai nạn chúng ta không có thiên nhà chẳng có túc mạng thân không biết chuyện là như thế nào dường như tai nạn từ trên trời giáng xuống và cũng thấy có những kẻ nào đáng chết người nào chẳng đáng chết thật sự có người tốt bị chết bất ngờ trong tai nạn ấy người tốt lẫn người xấu đều có vì sao đều cùng nhau gặp nạn Người có thiên nhãn thông và túc mạng thông Có thể thấy người tốt do chết vì tai nạn ấy Bèn sanh lên trời Trời già rất công bằng Kẻ ấy sanh lên thiên đường hưởng phước Kẻ tạo tác ác nghiệp Bèn đọa xuống Ngạ quỷ địa ngục súc sanh Cùng chết như nhau Nhưng sanh vào các chỗ khác nhau Do vậy Người niệm Phật thời thời khắc khắc ghi nhớ A-di-đà Phật trong tâm Dẫu là do cộng nghiệp phải tử trong lần này Người ấy sanh về thế giới cực lạc quý vị mới thực sự nhìn thấy chân tướng sự thật thân độc độ thoát hoạch kỳ phước đức phước đức ấy là phước đức trong tây phương cực lạc thế giới chẳng phải là phước đức trong nhân gian hay cõi trời vì thế chúng ta tu phước tốt nhất là chớ nên hưởng phước vì sao phước ấy có thể mang đi được chúng ta có tâm hưởng phước sẽ chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi vì sao phước báo trong nhân thiên hiện thời phước báo trong nhân gian đã suy tôi nghe nói phước báo cõi trời cũng chẳng bằng quá khứ chúng ta có thể tin tưởng điều này vì sao cảnh chuyển theo tâm cùng một đạo lý như vậy vì thế có phước phải để cho người khác hưởng chúng ta biết trong thế gian này còn có rất nhiều người có phước báo chẳng bằng chúng ta tuy chúng ta thiếu phước vẫn đỡ hơn họ rất nhiều phải nghĩ cách giúp họ chiếu cố họ nhiều hơn một chút đó là chuyện tốt đẹp nói chung có người chịu khổ nạn một chút sẽ có lợi tâm cảnh giác sẽ cao chẳng còn lưu luyến thế gian này quý vị nói có phải là trọng yếu lắm hay không nếu hưởng phước trong thế gian này sẽ quên bạn thế giới cực lạc ở đây khá lắm lưu luyến thế gian này sẽ là chuyện hỏng bét. Vì thế thà chịu khổ một tí, có tâm cảnh giác cao độ, quyết định tàu sanh thế giới cực lạc. Câu cuối cùng. Nhi Di Thượng Thủ Biểu Dĩ Thượng Thập Luật Chánh Sĩ Di Hội Trung Vô Lượng Vô Biên Nhất Thời Lai Tập Chi Tại Gia Bồ Tát Trung Chi Thượng Thủ Lão Cư Sĩ nói câu này hay lắm Trong hội Vô Lượng Vô Biên Tại Gia Bồ Tát Cùng một lúc đến nhóm họp Là thật chẳng giả. Do vậy, Đức Phật mở Pháp hội này, nói bộ kinh này. Chúng ta mắc thịt chỉ thấy loài người. Ở đây nói là hơn một dạng hai ngàn người. Đại hội mà. Chúng ta chẳng nhìn thấy các vị Bồ Tát từ mười phương thế giới dân tập chư thiên đại chúng thuộc dục giới sắc giới thiên trong tam thiên đại thiên thế giới đều tới đúng là vô lượng vô biên quý vị nói pháp hội này thù thắng lắm không trong nơi nhóm hội ấy người tại gia đông đảo Hàng xuất gia cũng chẳng ít Nhưng tại gia đông hơn Hơn nữa ở đây tại gia học Phật Và tại gia thành tựu là chủ yếu Cứ hồi sớ Cập chân giải nghĩa Ở đây nói đến gì thứ nhất Phổ hiền, văn thù Chánh thị thích ca hội trung chi thường thủ Cố cử lưỡng đại sĩ tổng nhiếp hội trung nhất thiết Bồ Tát Vì văn thù và phổ hiền Là trợ thủ của thích ca mâu ni Phật Tượng trưng trí huệ Giang thù tượng trưng trí huệ đệ nhất Phổ hiền tượng trưng Tận lực thực hiện bậc nhất Người hiện thời nói là Chân cán Dùng hai chữ này cho mọi người dễ hiểu Phổ hiền tượng trưng cho chân cán Hai vị Bồ Tát này Đại diện thế giới Sa Bà Là thượng thủ trong Pháp hội của Thích Ca Mâu Ni Phật Đại diện hết thảy Phật Bồ Tát Thứ hai Di Lạc Thị Đương Lai Hiền Kiếp Thành Phật Chư Bồ Tát Chi Thượng Thủ Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư trong một ngàn vị Phật thuộc hiền kiếp. Di Lạc là thứ năm. Từ nay về sau, còn có 995 vị Phật Di Lạc Bồ Tát Đại diện cho những gì ấy Các vị ấy thấy đều tham dự Pháp hội này Điều này có dụng ý rất sâu Nói rõ Một ngàn vị Phật xuất thế trong hiện kiếp Mỗi vị Phật cũng sẽ giảng kinh vô lượng thọ Mỗi vị Phật đều đề xướng Pháp môn tịnh độ Khuyên mọi người cầu sanh thế giới cực lạc Hồng chứng đắc quả vị viên mãn rốt ráo trong một đời. Hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ, thị hội trung cư gia Bồ Tát chi thượng thủ, thử thuyết ổn thỏa. Đây là hai vị đại đức trong quá khứ của Nhật Bản đã tổng kết đoạn kinh văn này. Cụ Hoàng Niệm Tổ khẳng định Thuyết ấy rất thỏa đáng Nói rất viên mãn Quý vị thấy Trong phần tổng kết Cụ chọn thuyết của hai vị Pháp Sư Nhật Bản Trong hội sớ và chân giải Cố bất thải tịnh ảnh chi thuyết tên Ảnh Sứ là chú giải kinh vô lượng thọ của người Trung Quốc. Chú giải của Trung Quốc chỉ có hai loại. Trong ấy nói như thế nào? Bỉ tương Văn thù, phổ hiền diệt tịnh ư hiền kiếp thành Phật chi Bồ Tát Trung. Sai mất rồi. Quý vị thấy Đại Đức Nhật Bản đã tách rời văn thù và phổ hiện ra khỏi các vị Bồ Tát sẽ thành Phật trong hiền kiếp. Họ là đại biểu của Đức Thế Tôn trong hội này. Khi đem so thuyết của tình ảnh sớ với cách nói của hai vị Pháp Sư Nhật Bản, thuyết của hai vị Pháp Sư Nhật Bản rất hay. Hay hơn thuyết của tình ảnh sớ chúng ta xem chú sớ của cổ đại đức phải rất thận trọng phải lắng lòng dùng trí huệ chân thật để lý giải thấu hiểu sau khi hiểu ý nghĩa rõ ràng sẽ biết chúng ta nên làm như thế nào Thực hiện trong cuộc sống hàng ngày Công việc, xử sự, đái người, tiếp vật Kinh vô lượng thọ là sống động Người hiện thời gọi cách vận dụng này là vận dụng sống động Chẳng phải là mê tín Đức hiệu của mỗi vị Bồ Tát biểu thị điều gì? Tu Đức Danh hiệu Phật biểu thị quả Đức Chẳng lìa rời tự tánh Trong giáo pháp Đại Thừa Tổ sư Đại Đức thường dạy chúng ta Xứng tánh khởi tu Danh hiệu Bồ Tát là xứng tánh trong Phật giáo Trung Quốc Phật giáo Trung Quốc là Đại Thừa Lấy Tứ Đại Bồ Tát làm Tổng Đại Biểu Chứ nên không biết điều này Vị thứ nhất Cử Hoa Sơn Địa Tạng Bồ Tát Đại biểu sự hiếu thân tôn sư Vị thứ hai là Phổ Đà Sơn Quán Thế Âm Bồ Tát, đại biểu Đại Từ Đại Bi. Mắt đến tận tay, cứu độ hết thảy chúng sanh khổ nạn. Từ bi cứu giúp thế giới. Dị thứ ba, Ngũ Đài Sơn Giang Thù Bồ Tát đại biểu trí huệ hiếu thân tôn sư đại từ đại bi phổ độ chúng sanh đều phải cậy vào trí huệ không có trí huệ sẽ bị biến chất nhà phật thường nói từ bi lắm hòa hại phương tiện thành hạ lưu vốn sẵn từ bi phương tiện là độ chúng sanh từ bi là gốc Phương tiện làm cửa Vì sao từ bi trở thành quả hại Phương tiện trở thành hạ lưu Thiếu trí huệ Phải nhờ vào trí huệ Mới tránh khỏi những khuyết điểm ấy Phổ hiền Nga Mi Sơn Phổ hiền Đại biểu thật sự làm Nói kiểu này mọi người sẽ thấy dễ hiểu Chẳng giả dạ, thật sự Thật sự thực hiện Hiếu thân tôn sư từ bi cứu vớt thế giới Đó là phổ hiện Dùng bốn vị Đại Bồ Tát này để biểu Pháp Triều Sơn Là triều điều gì? Hiểu bốn ý nghĩa này thật sự làm Tức là đã triều toàn bộ bốn ngọn danh sơn Nếu chẳng hiểu quý vị đến bốn quả núi lễ bái Bồ Tát Nước toát cả đầu vẫn uổng công Điều gì cũng chẳng đạt được phải hiểu rõ ràng minh bạch lý này tứ đại bồ tát tượng trưng cho tu đức thích ca mâu ni phật tượng trưng cho tánh đức thích ca mâu ni phật năng nhân tịch mặt là tánh đức năng nhân là nhân từ tịch mặt là thanh tịnh tâm địa thanh tịnh tiếp độ chúng sanh nhân từ còn bồ tát tượng trưng cho phương pháp cụ thể để thực hiện những điều đó mê tín ở chỗ nào nhà phật bài trừ mê tín lấy đâu ra mê tín các đồng học chúng ta cùng nhau học tập Đúng là phải lý giải Phải hiểu rõ Phải thật sự làm Đưa Phật giáo trở về giáo học Chúng ta thật sự làm chuyện tốt đẹp Chẳng khiến cho Thích Ca Mâu Ni Phật thất vọng Xứng đáng sự truyền thừa của lịch đại tổ sư Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo chúng phật tử đạo tràng tịnh độ nam mô a di đà phật